Sáng nay tại Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, các đơn vị phối hợp tổ chức Liên hoan phim quốc tế TP.HCM lần thứ nhất năm 2024 HIFF đã có buổi họp triển khai các hoạt động và công tác chuẩn bị. Liên hoan sẽ được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 13 tháng 4. Đây không chỉ là dịp đặc biệt để giới thiệu các bộ phim trong nước đến bạn bè quốc tế, mà còn cho các nhà làm phim, những người mê điện ảnh có cơ hội giao lưu với những người nổi tiếng trong làng phim quốc tế. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị kịch bản, điều phối sân khấu cho các sự kiện lớn và bên lề của Liên hoan đã được hoàn thành. Bên cạnh đó, những tác phẩm xuất sắc nhất tham gia tranh giải đã được công bố, trong đó có không ít tác phẩm xuất sắc đã từng chinh chiến tại các liên hoan phim hàng đầu thế giới. HIFF 2024 dự kiến sẽ thu hút hàng trăm ngàn người tham dự với hàng ngàn khách mời, trong đó có khoảng 200 nhà làm phim và đạo diễn, diễn viên từ nhiều nước trên thế giới. Ban giám khảo cũng là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực điện ảnh ở châu Âu, châu Á, châu Mỹ và Việt Nam.